Trending video. Trên đời này có nhiều xoài như vậy, tôi không tin là chúng tôi không tìm được trái to hơn, ngọt hơn, ăn ngon miệng hơn. Cửa thang máy đang đóng. Những thứ chúng ta muốn không giống nhau, chúng ta không hợp nhau. Đừng khiến em hối hận vì đã ở bên cạnh anh, có được không? Em hỏi anh có thích Mẫn Minh hay không? Có. Anh thích cô ấy. Bởi vì không thể sống thiếu cô ấy, anh muốn mãi mãi bên cạnh cô ấy. Anh là thằng khốn nạn. Cẩn thận đứa bé. Á Vĩ, con làm gì vậy? Á Vĩ, đừng đánh nữa. Thôi được rồi mà, đủ rồi. Con không đau sao? Con không đau mẹ cũng đau mà. Con khóc như vậy có tác dụng không? Con như vậy là hành hạ bản thân. Liệu Mẫn Minh nó sẽ quay lại sao? Đừng nói nữa. Mẹ rất thất vọng về Mẫn Minh. Sao có thể tùy tiện như vậy? Con với nó đã ở bên nhau rồi, sao còn có thể ở bên cạnh Nhược Phong? Mẹ à, con xin mẹ đừng nói nữa. Mẹ phải nói. Mẹ nói con mới tỉnh ra được. Mẹ đã từng nói với hai đứa rồi, hai đứa con hoàn toàn không hợp nhau. Điều do mẹ, là tại mẹ, là mẹ ép tụi con chia tay, là mẹ không chịu chấp nhận Mẫn Minh. Cô ấy bởi vì buồn quá nên mới chấp nhận bên cạnh Nhược Phong. Nhất định là như vậy, chứ không phải cô ấy không yêu con. Nó chắc chắn không yêu con. Nếu Mẫn Minh yêu con, nó đã không làm tổn thương con. Không phải đâu. Chuyện mẹ nói là không thể nào. Là vì mẹ không chấp nhận cô ấy, hai đứa con mới chia tay đó. Tại sao mẹ không chấp nhận nó? Mẹ có can thiệp tới chuyện của con không? Hả? Tại sao tới bây giờ mà con vẫn chưa hiểu hả? Bây giờ nó đã có con của Nhược Phong, không lẽ con còn muốn bên cạnh nó sao? Phải. Phải cái gì? Phải cái gì? Mẫn Minh có muốn hay không? Nhược Phong có muốn hay không? Chỉ cần Mẫn Minh muốn thì con làm. Con không quan tâm người khác nghĩ gì về mình à? Con không quan tâm. Chỉ cần Mẫn Minh cần con ở bên cạnh con thì con bằng lòng làm ba đứa bé. Trên đời này không còn người phụ nữ nào khác sao? Ngoài Mẫn Minh ra ai con cũng không cần. Trà này đúng là càng ngày càng thơm. Cảm ơn. À, được. Ba, mẹ. Ê, hôm nay về trễ vậy? Chắc chắn là đi với vợ chưa cưới. Nhược Phong có vợ chưa cưới sao? Là ai vậy? Là con gái của Bắc Phát, Mẫn Minh. Lần trước em bị bệnh, con bé với Bắc Phát tới thăm đó. Cái cô cao cao ốm ốm, đẹp gái chứ gì. Hai đứa rất xứng đôi, trai tài gái sắc. Là song hỷ lâm môn. Anh sắp làm ông nội rồi. Thật sao? Hey, tốt quá rồi, tốt quá rồi. Mẹ. Một lời cầu hôn đánh nhanh rút gọn, làm tốt lắm. Đây mới là con trai mẹ. Dũng cảm theo đuổi những gì mình muốn. Vậy khi nào tổ chức hôn lễ đây? Ờ, con vẫn chưa tính là thành công. Có phải chú Năm làm khó con không? Bây giờ mẹ chính là ân nhân của chú Năm. Mẹ có nói gì chú ấy đều nghe. Có cần mẹ đi nói giùm con không? Mẹ,
Mẹ đừng làm phiền chú Năm nữa. Thím Năm đã nhập viện rồi, con phải đi thăm đây. Quan tâm tới mẹ vợ luôn luôn là đúng đắn. Mau đi đi. Dạ. Sao nhìn thấy em tích cực còn hơn Dược Phong vậy? Mẫn Minh này rất tốt, em rất thích con bé. Điều quan trọng nhất là nó là con dâu được Tây Hồng nhắm trúng, có thể giành được con bé làm cho em rất vui. Dù sao thì sư muội cũng là cổ đông công ty chúng ta, lại là con gái nuôi của bà già kia. Em giành con dâu của em ấy, sau này liệu có gặp rắc rối hay không? Mạnh mẫu có thể dọn nhà 3 lần vì con. Em vì con của mình còn sợ rắc rối sao? Hơn nữa, có thể đánh bại người phụ nữ đó cũng đáng. Trùng hợp vậy, tới thăm bệnh ai hả? Đương nhiên tới đây là thăm A Tuyết. Chẳng lẽ tới thăm cô sao? Tôi cũng tới đây thăm A Tuyết, nhân tiện nói chuyện kết hôn của tụi nhỏ. Kéo dài e là không kịp nữa. Thanh niên thời bây giờ thật sự hiệu quả. Thật không biết xấu hổ. Rõ ràng là cây xoài của nhà tôi, vậy mà lại ăn cắp nó. Nhưng mà không sao hết, trước sau gì đều là cây nhà tôi. Cùng lắm sau này tôi sẽ rào nó lại, để hắn thấy được nhưng không ăn được, cho hắn chảy nước miếng. Cô có nghe chuyện con quạ giành làm vua các loài chim chưa? Một ngày nọ, chim trong rừng muốn tổ chức cuộc thi sắc đẹp. Con quạ rất xấu xí, lại muốn làm vua. Nó lấy lông của các loài chim khác rơi dưới đất gắn lên trên cơ thể mình. Cuối cùng thực sự được chọn làm vua chim. Nhưng những con chim khác không phục, lần lượt nhổ hết lông của mình ở trên người con quạ xuống. Con quạ lại quay về hình dạng xấu xí ban đầu. Rốt cuộc cô muốn nói cái gì? Là của cô thì không cần giành, không phải của cô, có giành cũng không được. Bây giờ là Nhược Phong không màng tình anh em, giành lấy Mẫn Minh từ trong tay A Vĩ. Bây giờ cô còn có thể đổi trắng thay đen như vậy, ăn nói kiểu như vậy, rốt cuộc cô còn mặt mũi không? Tôi cần. Hơn nữa tôi còn muốn cô nể mặt tới uống rượu mừng của nhà tôi. Ai uống rượu mừng nhà ai còn chưa biết đâu. Thang máy đi lên. Cửa thang máy đang đóng. Trái xoài của nhà cô rơi xuống nhà chúng tôi, bây giờ còn mọc ra cây con. Thực sự cô muốn mang về chăm sóc giùm tôi sao? Mặc dù nhà tôi không thiếu người làm vườn, nhưng nếu cô thích làm người làm vườn miễn phí như vậy, tôi cũng vui vẻ chấp nhận. Ê, không phải muốn thăm A Tuyết sao? Cùng đi đi. Trên đời này có nhiều xoài như vậy, tôi không tin là chúng tôi không tìm được trái to hơn, ngọt hơn, ăn ngon miệng hơn. Cửa thang máy đang đóng. Anh Triều Vĩ, tay của anh sao vậy? Không sao đâu. Em tìm anh có chuyện gì sao? Em đã thấy đoạn clip của anh Nhược Phong và Mẫn Minh rồi. Anh vẫn ổn chứ? Là vì anh muốn em tỉnh lại mới nói là muốn cưới em. Cảm ơn. Anh đừng để tâm tới những lời hứa đó. Hãy theo đuổi điều anh thật sự muốn. Em có thể thấy, chắc chắn trong lòng anh rất đau khổ. Nếu như anh vẫn quan tâm tới Mẫn Minh, thì giữ chị ấy lại, đừng để sau này hối tiếc. Anh bị bạn gái của chính mình và người anh em tốt phản bội, làm sao anh chịu nổi chứ? Khi anh thật sự yêu một người, sẽ không để tâm tới thể diện hay tự trọng. Đừng để bị ảnh hưởng bởi những gì người khác nói. Anh đã biết nên làm thế nào rồi. Thiếm Năm hình như cũng nhập viện ở đây. Mẫn Minh nhất định ở cùng thiếm ấy. Anh mau đi tìm chị ấy đi.